Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 15 tháng 8, thông tư số 24 của Bộ Công an về quy định cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới có hiệu lực thi hành. Theo thông tư này, thì biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Khi đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang và Công an thành phố Long Xuyên để làm thủ tục đăng ký xe theo thông tư mới, nhiều người đã tìm hiểu và nắm rõ những quy định của thông tư, nhưng cũng có nhiều người chưa nắm rõ những quy định mới. Những vấn đề mà người dân quan tâm là xe đăng ký biển 5 số trước ngày 15 tháng 8 năm 2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì như thế nào? Chuyển nơi cư trú có đổi biển số xe hay không? Và thủ tục quy trình đăng ký xe mới như thế nào? Thứ nhất là đối với xe đã đăng ký biển số 5 số trước ngày thông tư có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được xác định là cái biển số định danh của chủ xe. Cái thứ hai nữa là trường hợp chủ xe chuyển trụ sở nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc khác thì được giữ lại cái biển số định danh, không phải đổi lại cái biển số xe. Về cái quy trình đăng ký xe thì chủ xe phải thực hiện cái khai đăng ký xe trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc là cổng dịch vụ công Bộ Công an và nộp mã hồ sơ tại cơ quan đăng ký xe. Đồng thời phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để cán bộ đăng ký xe kiểm tra và chụp ảnh xe và quét cái bảng trà số khung số máy lưu vào cái hệ thống phần mềm đăng ký xe. Như vậy, theo thông tư mới, đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15 tháng 8 năm 2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Việc quản lý biển số theo mã định danh cũng chỉ thực hiện với biển 5 số bao gồm cả ô tô và xe máy. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15 tháng 8 năm 2023, thì biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định. Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số, thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh, hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe, hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của thông tư này, thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định. Thông tư 24 của Bộ Công an cũng quy định trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sử dụng xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thu hồi. Quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký cấp cho tổ chức cá nhân theo quy định. Khi bán xe, chủ xe phải giữ lại đăng ký biển số, không được giao cho chủ mới của xe. Chủ cũ của xe phải nộp lại đăng ký biển số cho công an để làm thủ tục thu hồi. Biển số này sẽ được cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình. Để thực hiện chương trình số hóa hồ sơ, người dân có thể đăng ký xe tại nơi thường trú, nơi cư trú. Người dân chỉ cần có căn cước công dân là có thể đăng ký xe được. Như vậy, toàn bộ quy trình đăng ký xe đã được thực hiện trên môi trường điện tử, tạo sự thuận lợi, nhanh chóng cho người dân.